mày chụp bức hình thôi, sao đó rồi mày nói mày cho mấy chà tới đâu đó mày mày cái bóng tiền rồi cá sắp rồi con bóng bóng này chắc là tới cả ký bóng này nhưng mà con cá đại sắp không phải là từ khóa hót đúng rồi cá hót nó có nhiều người theo dõi là tạo ra từ khóa hót chết nó vào là đăng lên cá độc cá độc chính vô người ta coi cá hàng độc là ok tại vì cá hàng độc là có hàng vạn cá hàng độc cứ chết vô cá hàng độc là ra nên mấy món hàng độc không á cái nhà hàng này toàn cá độc không cá khủng không nãy giờ em cắt cái bong bóng mà anh nhìn em không á nhỏ này đâu á đâu đâu có ngửi mùi cá đâu ngửi mùi đây không à không chút chút nữa em cắt đi uống trà quá nguyên nguyên yếu cá nhìn nhìn cảm giác cái bong bóng cá này giống như là con mực lâu tí thấy mày cho mày nè quay gì mà quay xấu quá để đi hả người ta kiếm view quá quay xấu à bô ly cái máy bô ly bô ly đã bạo luôn mà quay cái này không mà tao quay góc mà tao lấy được triệu view mày quay góc này giỏi là 10.000 mày quay rất kém lăn mực làm view kém lắm đúng rồi phải dơ lên cao rồi lên quay xuống cao quay phải lấy cầm rồi quay trên quay xuống đúng rồi đúng rồi hơi lố cái này là phải cận nếu không không cái này là phải cận chứ nếu mà không cận thì nhìn nó sẽ giống mà giống như là lỗ lỗ bò á cái gì không phải lỗ bò tử bò tử bò cái này mà rớt rớt tay khác thì nhưng mà cái đó là thật sự luôn em thấy trên YouTube không nhiều cái đoạn clip mà nó để hình một cô gái đẹp đẹp đồ mà bấm vô đâu có liên quan gì đâu đó là câu view anh bị dụ dụ đó ngoài nạn nhân này đúng không anh dữ quá bởi vì tao quay tao chụp một bức hình thôi tôi lên tôi là mày thay đổi cái cỡ ở cái thằng quay vào đây cao giống người tao nè đấy bây giờ kêu thêm nước mấy anh này vui tính quá làm em cắt run tay luôn kìa. À, ông Sơn chỉ trên số ông Sơn lấy cái gì vậy ông Sơn này cận con full HD luôn ông cận gì ông Sơn ơi thì quay làm sao mà xuyên qua thằng ấy dạ thôi bỏ rồi sau lưng người đẹp thôi thằng này yếu lắm nó sau lưng người đẹp không à nãy giờ muốn cười lắm rồi đó mà chưa muốn nè à, thấy ảo không cái màu Samsung nó vậy đó em Samsung nhìn nó đẹp đúng không chuẩn màu đó em không đẹp bằng iPhone em đẩy nước lên em đổ vô thêm xong rồi á em bút lại là có cái chén là phải có nước chuyển sang bên kia đi cầm cái nước cầm nhiều bây giờ đã thấy thì hai em mỗi em ấy phụ trách nằm sau anh đi có giữ cái cảnh này không là chắc mười tan được 3 triệu view đây mọi người nhìn cái bong bóng cá này cái lát của nó là giống như lắc mực á nhìn nó giống đúng giống như lắc mực trắng mà nó dài này đây trang lắc mực chút nữa ăn thử á thử này mà bồi diễn cho về nữa đi diễn này à không đúng dẫn mày nói gì không biết ngồi nhìn hoài nói gì đâu cái gì trời ơi nghiêm túc mà không lấy nhìn cái bong bóng đi ra ngồi xem nguyên cái bong bóng đứng đứng luôn nãy giờ dư 10 phút rồi lại nhưng mà thảo chi thảo là gần thảo là khoan để chờ lắm rồi để mút cái xong thảo từ cái vụ mà gặp lại hai cò còn tôi á thì tôi đi theo cái hướng khác ông cứ nhảy xong mà bong bóng cứ vậy đâu cà sóc này ăn với cà chua em giờ giờ đó cũng làm ăn gì anh thôi em giờ là toàn làm chuyên viên phát hiện ra ngoài dạ nguy cao là thai luôn á mà thích ra ngoài bỏ cái lại.